Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Huỳnh Văn An. Thì hôm nay tiếp tục là một clip về review sản phẩm nha mọi người. Hôm nay là mình sẽ gửi tới cả nhà clip về review mồi mềm nạp ép cũng như là lưỡi đi kèm ha. Sản phẩm này thì bữa giờ bị cháy hàng rồi nha. Cháy hàng liên tục luôn. Đây. Anh em nào mua lẻ hoặc mua sỉ thì inbox qua mình nha. Bịch như thế này có giá là 130k nha mọi người. Đấy, 130k. Màu chủ đạo là xanh tiger cả nha. Màu này là màu đang hot. Đấy. Đây, bây giờ cho mọi người xem ha. Đây. Màu xanh tiger. Rồi sẽ đi kết hợp với lưỡi ha cả nhà ha. Lưỡi thì mình sẽ có lưỡi thường. Đây, mẫu lưỡi thường của mình với mình. Mẫu này có giá là 20k nha mọi người. 20k ha. Trọng lượng cái lưỡi này tầm 6 đến 7 gram mọi người ha. 6 đến 7 gram. Đấy. Đi với mồi thì mình sẽ cân nữa. Đi với mồi thì bao nhiêu gram mọi người ha. Đi với mồi đi. Đấy. Đi với mồi là khoảng 12 đến 13 gram nha mọi người. 12 đến 13 gram. Đấy. Như vậy là ném khá là xa ha mọi người ha. Ném khá là ok luôn. Đây là cách móc cả nha. Đấy. Mình tháo ra mình móc lại cho mọi người xem ha. Có nhiều anh em lại hỏi mình là cách móc mồi nữa. Đây đầu tiên mồi và lưỡi. Thì nó có một cái lò xo thế này cả nha. Có tác dụng là mình sẽ móc vào trong cái đầu của mồi này để cố định mồi cả nha, chống tuột ha. Đây cả nhà cứ châm vào và xoắn theo vòng tròn thôi. Đấy. Xoắn tới khi nào mà cái đầu tròn cái này nó song song với cái lưng của con mồi cả nha. Thì khi đó mình móc cái lưỡi vào trong á thì cái đầu nó không có bị méo. Đây. Đấy. Cả nhà thấy không? Nó thẳng nè. Còn cái nhà móc mình nó bị lệch xíu á, thì khi mình móc á thì nó mồi nó sẽ bị méo này đó, cái con mồi cái đầu nó sẽ bị méo nè, nên cả nhà canh sao cho móc cho nó nằm ngang ha, nằm ngang dưới cái lưng nè đó thì là đẹp nhất con mồi. Rồi tiếp theo là mình chỉ cần bấm cái tay ở trên con mồi như thế này đó, cái phần lưỡi cuối cùng nè, bấm cái tay như đây, sau đó mình chọt đúng cái phần mà bấm tay như vậy đưa lên thì sau đó là cả nhà đã móc được con mồi nó ép thật đẹp rồi. Đó. Sau đó chỉ cần gài nhẹ cái phần lưỡi vô phần thịt của con mồi thì nó sẽ đẹp. Và chống vướng ok nha mọi người. Đấy. Đây, rất là ok ha. Con này là màu xanh dương nha, chứ không phải xanh tiger ha. Đấy. Tầm 12-13 gram. Rồi tiếp tục là mình sẽ review cái mẫu lưỡi khác cả nha. Mẫu lưỡi cao cấp hơn. Và mới về luôn cả nha. Mình thấy mẫu này khá là chắc chắn nha mọi người. Đây là lưỡi mồi mềm BK Titan nha. Đây. Một bịch như thế này hai lưỡi có giá là 101 nha mọi người. Đây. Một bịch hai lưỡi là 101. Mình sẽ lấy ra cho mọi người xem ha. Dán là kỹ luôn. Lưỡi này thì mình đã có đi test rồi nha mọi người. Thực sự là rất xài rất là ok luôn. Nếu mà cả nhà mua lẻ thì sẽ có giá là 60.000. 60.000 một lưỡi như thế này. Đây. Đây. BK Titan cả nhà ha. Đấy. Lưỡi này nó có hay một chỗ nữa là nó có một cái nút cả nhà. Cái nút nhựa phần đuôi này. Nó tác dụng là giữ cho con mồi cố định lại cả nhà, không bị tuột lên tuột xuống ha. Đấy, hay là chỗ này. Nó làm thêm cái này nữa. Thứ hai nữa là lưỡi khắc khung lưỡi rất là chắc chắn nha, đó cực kỳ là cứng cáp và sắc bén. Đấy. Ưu điểm của nó là nói chung mình thấy nó ưu điểm nó quá ok luôn, sắc bén cứng cáp và nó nhẹ nữa cả nhà, nó nhẹ nữa. Để mình cân cái lưỡi này lên. Tầm 5 đến 6 gram nha mọi người, lưỡi này tầm 5 đến 6 gram. Thì đi với con mồi nữa thì nó khoảng tầm 10 gram cả nhà, 11 gram. Theo ý kiến cá nhân của mình á, thì cái lưỡi này nó sẽ phù hợp nhất á, là mình đánh cá nhác. Tại vì nó nhẹ thì khả năng chìm của nó chậm. Thì mình đánh cá nhác thì cá nó cắn vô nó đỡ nhả mồi. Thứ hai nữa là khả năng nó nhẹ, nó chìm chậm. Thì mình sẽ đánh ở những khu vực nào mà nước nó vừa thôi nha. Nó tầm...
2 mét đổ về thôi là đẹp. Đấy. Tại vì nó chìm chậm á, thì nó xuống cái phần nước đó là mình kéo nhanh nữa thì nó sẽ nổi lên là vừa. Đấy. Còn nếu mà lưỡi, nếu mà cá ăn khỏe á, dạng ăn á, mà nước sâu á, thì mình vẫn ưu tiên là đánh lưỡi chì đồng. Tại vì lưỡi chì đồng nó sẽ chìm nhanh hơn, chìm tốt hơn. Đấy. Và mình cà dưới đáy nó sẽ tốt hơn cái thằng này. Thằng này thì nó lại chìm chậm quá, thì mình thì không thích chậm. Đấy. Nếu mà đánh cá nhác thì con này lưỡi này rất là ok nha mọi người. Cá nhác và nước 2 mét đổ lại thôi. Còn nước sâu mà cá dạng thì mình vẫn ưu tiên cái thằng này. Còn nếu mà anh em chịu khó cho nó chìm thật lâu á thì mình lấy cái này mình đánh cá nhác nước sâu cũng được nha. Đấy. Theo là cách chơi riêng của mình thôi, còn anh em muốn chơi kiểu gì cũng được. Đấy. Cái này để mình móc cho con mồi này cho mọi người xem ha. Đây. Cũng là như cái trước thôi nha. Cái này cả nhà chỉ cần móc một đầu nó vào trong này và sắn thôi. Sắn vào. Đấy. Còn cái đầu trên là nó song song với cái lưng nữa nha. Thì cái mồi sẽ đẹp ha. Đấy, xong rồi mình cũng là bấm một ngón tay ở cái phần đuôi như này. Mình móc vào hai cái mọi người ha. Cái lưỡi này thì nó cái khung lưỡi nó sẽ ngắn hơn này. Đấy. Rồi. Đây nha mọi người, đây là con mồi khi mà mình móc xong này. Đó. Có cục cao su nhỏ dưới này để chặn cố định con mồi. Nó sẽ không có bị rớt mồi hoặc là khi mà cái này ném á, nó sẽ đập xuống nước á, nó sẽ đập nó sẽ lệch con mồi đúng không? Có cục này nó sẽ không có bị vấn đề đó nữa. Đấy. Và lưỡi rất là cứng cáp thôi nha. Đấy. Con cá nhác là bao ok luôn, nhẹ nữa. Con khi mà con cá nhác cả nhà nó chụp vô á, nó chụp phần trên này này. Đó thì không sao nha. Nhưng mà nó vô trong một xíu á, cục chì đồng nó lớn cả nhà, nó cắn như này này. Rất là hay nhả nha, những cá nhác á. Nó thấy cái bộ kiểu như bị cắn cắn cứng cứng rồi nha, nó hay nhả lắm. Nên là nhiều anh em là cho cái làm cục chì đồng thấp xuống dưới này nè để cho nó đỡ bị cắn hơn á. Đấy. Còn cái thầy này thì cái chì nó nhỏ thôi nha. Đó. Nên là mình chì cái nhát rất là tốt ha, đây. 60.000 một lưỡi như thế này cả nha. Và nếu ở nhà mua một cặp á, thì 101 thôi. Đây. Mình sẽ cân cả mồi lên cho mọi người xem ha. Cân cả mồi lên thì nó tầm 10 đến 11 gram cả nha. Đấy. Rồi. Đây là mẫu lưỡi titan BKK cả nha. Lưỡi thường thì 20k. Lưỡi titan BKK thì 60k một lưỡi, một cặp thì 101. Tiếp theo sẽ là lưỡi chì đồng. Chì đồng thì mình đang bán với giá là 100k một lưỡi nha. Cái này thì quá phổ biến anh em rồi, chắc mình không cần phải review đâu ha. Ở đây thì mình có hai size. Đó là size 4,5 cm, 4 cm mà 5 g, và size lớn 5 cm và 7 g. Đó, size lớn thì mình đánh mồi lớn ha, size nhỏ thì mình có thể kết hợp với mồi mềm NF nhỏ. Đây là mồi mềm NF mini cả nha, mình có làm bịch trộn màu cả nhà nè. Đấy, với giá là 130k một bịch ha, cũng giống như mồi lớn luôn. Đấy, anh em thích đánh mồi nhỏ hoặc là mồi lớn đều được ha. Nếu cả nhà mua một combo như thế này, một lưỡi 100 và mồi mềm 130 thì là mình sẽ bao ship cho cả nhà. Áp dụng với bạn nào yêu quý mình thì chia sẻ cho mình clip này giúp mình nha, qua Facebook và Zalo chia sẻ clip này thì anh em sẽ được mua cái combo này với giá là 230k bao ship nha. Đấy. Hoặc là combo hai lưỡi titan này cũng như vậy luôn, hai lưỡi titan và một bịch mồi mềm. Đấy. Thì combo này có giá là 240k mình cũng bao ship luôn rồi nha. 240k mình cũng bao ship luôn. Đây. Nếu áp dụng với thành viên đăng ký kênh nha. Và chia sẻ clip này giúp mình qua Zalo hoặc Facebook. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Nói chung là phần review của mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh em nào muốn mua hàng sỉ hoặc lẻ thì inbox qua mình qua số điện thoại Zalo là 035 616 3121. Facebook của mình là Huỳnh Văn An ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, dù anh em nào muốn mình review thêm về mồi mềm hay là cái phần hướng dẫn về câu cá thì có thể comment phía dưới giúp mình nha. Mình sẽ rất là hy vọng mình sẽ làm clip tiếp theo để ủng hộ mọi người. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo. Xin chào mọi người.